Rồi. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh ẩm thực TNT của mình. Hôm nay tối nay anh em mình sẽ đi bán chim nha các bạn. Giờ anh em mình sẽ đi. Rất là nhiều. Gì vậy? Bánh rài á, tắc rài này sang trứng nó chồng. Nó đã xa lò mà để chồng. Chim nó ngủ tới mức mà mình bán một dần giống được hai con mà, rất lần hai con luôn. Rất là nhiều chim. Thịt chim mình đã làm xong và đang nướng nha các bạn. Rất là nhiều. Mình mới đi ban đêm về. Chiều có dây thun đâu nè. Xin xe xe nha các bạn. Xe xe. Đây là dụng cụ. Đó là các anh em mình mới đi bánh chim và đang ngồi nướng. Cá nữa này đâu vào, câu cá nữa này thằng. Câu cá bắn cá bắn cá bắn tường đây là mới đi câu tối hôm qua. Câu hồ thành câu bánh luôn. Cảm giác ăn chim nướng sao hay? Ua, ngon. Ăn không chứ ngon bữa tao cũng nghe cái đó. Đây là một ná thủ nha các bạn. Một ná thủ. Bắn chúng cái coi màn chim là rớt xuống rất là hay luôn. Chim này là do lúc nãy mình đi bán là mình không thử quay được. Giờ mình đang bán, mình không thử quay cái đoạn mình bán được. Giờ mình bán xong mình về mình quay các bạn xem. Đấy, làm là phải. Tối hôm nay mình bán được khoảng 35 con. Còn 35 con, xỉ nha các bạn. Đây là hành trang của mình rồi. Thùng ná cầm theo rất là đủ. Đây là bữa nào quay ấy. Quay ấy. Đàn luôn á. Ôi, bọn bán là như điện mình. Rồi đẹp mình mối mà đéo hết trong một phát rồi. Là cái từ đầu ta cứu. Đó là tôi rồi anh cao mấy nẹt tao mệt rồi tao diễn xuống pháp đầm thấy cái gì. Kêu quen mấy khó lắm. Đánh không được luôn. Khó lắm. Đồ má nhiều nhiều lúc mình đi mình thấy cứ cụ thái rồi bị bịp đồ nhìn còn xính luôn á. Đâu thì đi làm á mà bán cũng được rồi. Bán cái bực kia ông cứ lái chàng ná cứ mình vừa dài mà rút cuộc cái chàng ná nó nằm đâu mình ngã nè ông đi chứ nó là các bạn có đi ăn đây còn cho đi đi cho để kia chứ 10 giờ chưa 10 giờ nó mới khói quá đầu tiên về sao ôi trời. Mời các bạn nha. Video của mình tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay hãy like và share đăng ký giúp mình nha. Cảm ơn các bạn.